Sau đây là cách đặt hợp âm trong một bài nhạc. Trước hết, muốn đặt hợp âm trong một bài bài nhạc thì chúng ta phải nắm vững những điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải biết rõ âm thể của bản nhạc, đó là âm thể trưởng hay là thứ. Thì cái phần này tôi nói có trong phần nhạc lý căn bản rồi, tức là tùy theo nó thuộc mấy dấu thăng, mấy dấu dáng mà nó chấm dứt. Ví dụ bài không thăng không dáng thì nó chấm dứt là nó la, tức là la thứ. Và nó chấm dứt nó đô là đô thứ. Còn bài có một dấu thăng thì nó chấm dứt là son, thì là son trưởng, vân vân. Rồi trình tự theo thứ tự liệt kê tất cả là ít nhất là 6 hợp âm của bộ trưởng và thứ song song. Điều này chúng ta phải thuộc lòng phép tính bập hay là quản. Ví dụ chúng ta thấy là 6 hợp âm, chẳng hạn như bài theo hợp âm la thứ, chúng ta có la thứ, rê thứ, mi bảy, đô trưởng, pha trưởng, son, vân vân. Và điều thứ ba tức là phải nắm rõ cấu tạo nốt cơ bản của hợp âm ba hay hợp âm bảy. Tức là thí dụ hợp âm la thứ thì nó gồm có ba nốt, tức là nốt la, đô, mi, vân vân. Và hợp âm mi bảy thì mình có mi, son thăng, si và rê. Và chúng ta cần nắm thêm một điều là các cấu trúc điều thức đệm, chẳng hạn như là đi si lô róc thì chúng ta có điểm trong hai khuôn, đổi được hợp âm hai khuôn. Còn điệu bolero hay là rumba vân vân thì đổi tăng hạ trắng chẳng hạn. Ví dụ bài hạ trắng thì bài này nó không có dấu thăng dấu dáng, thì ta coi nó chấm dứt, nó chấm dứt là nốt la, tức là bài này thuộc âm thể la thứ. Còn nếu nó chấm dứt bằng nốt đô thì là âm thể đô trưởng. Và tùy theo có những cái cách nó không chấm dứt theo bài thì chúng ta sẽ áp dụng theo luật. Và bây giờ chúng ta thấy la thứ thì chúng ta liệt kê các hợp âm các bạn. La thứ thì ta đếm lên la, si, đô, rê, tức là hạ áp âm, tức là rê bậc 4. Rồi từ rê đếm lên 5, rê mi, tức là mi 7. Rồi trưởng song song thì từ thứ ta đếm lên 3 bậc la, si, đô, thì chúng ta có đô trưởng, pha trưởng và son, hoặc là son 7. Ta ghi như thế này. Nhưng mà trong bài hạ trắng này thì có lẽ là chúng ta không có dùng cái hợp âm trưởng song song nhiều. Đây, và đây là nó cấu tạo, chẳng hạn như ta thấy trong hợp âm la thứ thì nó có nốt đầu tiên là nốt la, nốt thứ nhì chúng ta điểm lên la, si, đô bậc 3, tức là nốt đô. Nốt thứ ba là đô, rê, mi, là mực mi, nốt mi. Vậy thì la thứ thì gồm có 3 nốt la, đô, mi. Vậy thì ta bấm hợp âm trong cái đường ngọt, ta bấm la, đô, mi thì nó lập trình nó sẽ hiện là nốt la, hợp âm la. Và hợp âm rê thứ thì gồm có 3 nốt là rê, pha, la, ta đếm bậc 3 luôn, rê, rê mi pha, pha son la. Hợp mi 7 thì gồm có mi, rồi bậc 3 là son. Nhưng mà son thăng này là cảm âm của la, hay là son thăng si, rê, rồi vân vân. Hợp âm đô thì có đô, mi, son. Hợp âm pha thì gồm có pha, la, đô. Và hợp âm son thì có son, si, rê. Chúng ta phải nắm rõ cái đó. Và điều nữa là chúng ta phải nắm được cấu trúc cái điệu, chẳng hạn như đây là điệu si lô róc. Thì trong điệu si lô róc á, một khuôn nhạc nó có thể đổi được hai lần, tức là đổi ở nhịp 1 và nhịp 3. Chúng ta phải tinh tế để nhận ra được nhịp 1 nằm ở đâu và nhịp 3 nằm ở đâu. Phải tùy theo. Có những cái là nó một thì coi như là có những cái phần những khuôn nhạc nó chỉ có một hợp âm thôi. Ví dụ như trong bài này, chúng ta bắt đầu áp dụng cái luật trong cái vấn đề đổi hợp âm. Bây giờ chúng ta coi cái phần luật hợp âm. Tức là chúng ta sẽ trở lại cái phần luật hợp âm. Chúng ta thấy là ta áp dụng quy luật đặt hợp âm. Thì chúng ta thấy là quy luật đặt hợp âm á, thì chúng ta sẽ đặt áp dụng theo quy luật. Nó có như quy luật sau đây. Thứ nhất là quy luật đa số chiếm ưu thế, tức là chúng ta sẽ coi từng cái khuôn nhạc, coi có những cái nó có những cấu tạo nốt, nó có nhiều nốt để cấu tạo ra cái hợp âm la hay không. Rồi quy luật quan trọng là quy luật kết bài hay là kết bài đầu nhạc. Ta áp dụng áp âm và hợp âm, hạ áp âm, và xem cấu trúc của ban nhạc điểm thì cái điều này ta biết rồi. Chúng ta cần áp dụng hợp âm hoa mỹ, cho nó hợp âm dẫn phong phú và tránh sự lặp lại và kéo dài hợp âm. Chúng ta nên thận trọng khi đặt hợp âm nghịch. Mỗi nhạc công hay ban nhạc có thể phối hợp âm khác nhau, cái gọi là hợp âm tương đối các bạn. Tức là ta có thể phối hợp âm khác nhau mà theo nó có lý là thôi.
Rồi thì theo cái cấu trúc bài nhạc đơn giản hay phức tạp thì ta sẽ mới sử dụng được hợp âm nghịch. Và chúng ta điều quan trọng là hợp âm luôn luôn đặt trên phách mạnh hay là phần mạnh đó. Có nhiều nốt trên phách mạnh, chỉ là nốt dẫn vân vân. Âm nhạc luôn luôn là sự thể hiện tương đối, nhiều khi sự hòa âm nó cũng không thể đáp ứng hết cái bài nhạc, tại vì sự hoàn mỹ về do cấu trúc bài nhạc có những cái nốt nghịch vân vân. Bây giờ chúng bài này có nốt niềm ấy đà, để ta thấy khung đầu là có rồi nó trên vai em gầy, ta thấy là nốt đầu là nốt nhịp mạnh là nốt mi ha, và trong đây thì nó có nốt đô nốt la. Vậy thì nốt rê trong đây á là nốt dẫn, nốt rê này đây nó bắt nguồn từ cái nốt phách, cái dấu lạng này đó nó lên nhịp phách. Thì chúng ta xét trong đây chúng ta thấy là la đô mi, chúng ta coi trong đây ta thấy có hợp âm là la đô mi. Như vậy thì ở trên đây chúng ta dùng là hợp âm la ngay đầu tầng này, chứ ta không dùng rê đây nha các bạn. Tiếp tục trên vai em gậy mi la đô mi vẫn là hợp âm la, nhưng mà tới đây á đây là nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3. Nhịp 3 thì nó nhịp 4 nó sẽ là một cái là đạo phách, tức là nó bao gồm thì cái nốt rê này chúng ta phải đánh hợp âm rê, tức là hợp âm rê là rê pha la. Chỉ cần một nốt rê thôi thì hợp âm rê ta sẽ đặt ở đây. Rồi nắng qua mặt buồn thì chúng ta vẫn là rê ha. Đường hoa bướm say thì cái khuôn này chúng ta thấy là có nốt si, là nốt si. Nốt si này chúng ta thấy nó thuộc vô trong cái ta thấy là mi son thang si rê, chúng ta thấy có nốt si. Như vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ đặt hợp âm mi bảy ở đây, mi bảy kéo dài và kéo tới đây thì chúng ta thấy là lối em đi về trời không có mây, về đây là nốt la các bạn, do re mi la do mi, thấy không, là nốt la thì hợp âm la thứ ở đây, và kéo tới đây thì chúng ta sẽ đặt hợp âm re thứ ở đây. Chúng ta có là đường đi suốt mùa. Nốt này là nốt la dáng hay son thang thì chúng ta thấy rằng đây là hợp âm mi 7. Tại vì đây á, nó có lý của nó là từ cái khung này á, kéo qua đến đây á, là đã hết một cái câu câu đầu rồi, thì đây là phải là áp âm và để dẫn về đây là bắt đầu là cái câu thứ nhì. Thì lát đây chúng ta sẽ có cái mi 7 đây cũng được ha. Trở lại thì giống như thế này luôn ha. Các bạn đặt như vậy. Bây giờ chúng ta trên vai em gầy đường xa áo mai là rê thứ. Nắng qua mặt buồn lòng qua bướm say là mi 7 này các bạn. Lối đi về trời không có mây là rê thứ. Đường đi suốt mùa mi 7 thấp đầy tới lên mi 7. Mây nắng mê chiều nhiều hoa trắng bay rê thứ chớ tay mi 7 ở đây. Rê thứ ở đây. Chúng ta thấy đây là kết cái phần câu 2 thì chúng ta sẽ đánh hợp âm 7 để về la, tức là ta đã hết phần này chúng ta sẽ qua điệp khúc.